Trấn Thành lớn tiếng la mắng vì bị đòi nợ khi đưa bà xã Harry Won đi mua sắm. Là nghệ sĩ tại sao lại ăn ở như thế? Tôi mua cái gì nợ mà đòi tiền giữa nơi đông người như vậy? Trấn Thành nổi đóa mắng đồng nghiệp. Mới đây, clip Trấn Thành nổi đóa la mắng khi bị đồng nghiệp đòi nợ đang được lan truyền trên mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh nam danh hài đưa bà xã Harry Won đi mua sắm trang phục trong một set thời trang. Rất thoải mái, bạn đời giọng ca anh cứ đi đi đã chia sẻ khoảnh khắc chọn váy áo của bà xã lên sóng trực tiếp với mọi người. Chia sẻ của Trấn Thành đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của những người yêu mến danh hài. Trong số đó, lời nhắn nhủ của diễn viên trẻ Diệu Nhi, đồng nghiệp và là đàn em gửi tới nam danh hài được chú ý đặc biệt. Chị Lệ Giang đòi giúp em 500.000 tiền khô gà, anh xin thiếu giúp em nha. Diệu Nhi nhờ Lê Giang nhắn Trấn Thành. Bất ngờ bị đàn em đòi nợ giữa chốn đông người, nam danh hài nhanh chóng phản hồi. Dù đang hào hứng tư vấn thời trang cho bà xã và trò chuyện cùng mọi người, bác bỏ lời cáo buộc. Tôi có thiếu hồi nào đâu, tôi có ăn gì gà dòng họ nhà nó đâu. Trấn Thành lớn tiếng la mắng đồng nghiệp. Tôi thiếu gì hả Diệu Nhi? Tôi mua khô gà hồi nào hả? Tại sao đòi tôi 500.000 hả? Vừa phải thôi, là nghệ sĩ mà Diệu Nhi. Tại sao lại ăn ở như thế? Tôi mua cái gì nợ mà đòi tiền giữa chốn đông người như vậy? Tại sao không nói được lời tốt đẹp nào mà vào đây đòi 500 tiền của tôi? Cơn thịnh nộ của Trấn Thành đã khép lại khi bà xã Harry Won lựa chọn xong váy áo. Thanh minh với người đầu óc má kề, Diệu Nhi nó tràn vào đòi tiền khô gà của anh, nam danh hài đồng thời trêu chọc đàn em. Ê sao nó rảnh vậy, nghe nói, nghệ sĩ Diệu Nhi dạo này không đi làm chỉ đi bán khô gà không à. Đoạn tranh cãi qua lại của Trấn Thành Diệu Nhi Lê Giang về việc đòi tiền nợ trong lúc Harry Won lựa chọn quần áo đã gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích hành động của cả hai, nhiều người lại dành cho clip những tiếng cười sảng khoái. Thực chất, đây là clip hài hước trêu đùa của Trấn Thành và Diệu Nhi trong cuộc sống đời thường để giải tỏa stress sau những giờ lao động nghệ thuật. Là nghệ sĩ hài nổi tiếng trong làng giải trí Việt, giám khảo Thách Thức Danh Hài luôn biết cách mang 10 thang thuốc bổ cho khán giả mọi lúc mọi nơi. Trước đó, Trấn Thành từng gây xôn xao khi clip văn tục mắng Trịnh Thăng Bình tại hậu trường ghi hình của show truyền hình được hé lộ vào đầu tháng 10 vừa qua. Trong clip, ông xã Harry Won và nam ca sĩ đàn em đang ngồi nghỉ ngơi ăn vặt trong giờ giải lao hậu trường. Ngôi sao ân rời cậu đây rồi, đang cầm đồ ăn trên tay, trong khi họ Trịnh hồn nhiên lấy áo của đàn anh lau kính. Trước hành động của giọng ca lời chưa nói, nam danh hài họ Huỳnh đã thể hiện thái độ ngay tức thì, vứt miếng hoa quả đang cầm trên tay. Trấn Thành bảo, không thể tin luôn, tôi mua cái áo mấy trăm euro mà nó đem ra lau mắt kính, bây giờ làm gì với nó, trời ơi, nó bình tĩnh tới sửng sốt luôn. Mặt đàn anh than thở, Trịnh Thăng Bình vô tư đứng dậy vẫy chào và nhanh chóng bước ra cửa đi mất sau khi lau xong mắt kính. Nhìn đàn em cất bước, ông xã nữ ca sĩ gốc Hàn đã cầm ghế lên và văn tục. Clip hậu trường của Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả, hài hước dễ thương đáng yêu là nhận xét mọi người dành cho nam danh hài. Harry Won bị khán giả tẩy chay ném đồ lên sân khấu, bị Kim Nhạ nhóm BB&BG đâm sau lưng, Thiên Ý Harry Won thủ vai bị khán giả tẩy chay ném đồ lên sân khấu. Thiên Ý là một web drama do Harry Won sản xuất và đảm nhận vai nữ chính. Harry Won cho biết cô muốn tự tay thực hiện các khâu từ biên kịch, casting diễn viên cho đến hậu kỳ. Sau 3 tập đầu được phát sóng, Thiên Ý đã nhận được sự chú ý và tình cảm của khán giả. Sau khi xuyên không đến thế giới hiện tại, Thiên An Tuấn Trần thủ vai làm vệ sĩ cho Thiên Ý, Harry Won thủ vai, song thường xuyên phải chịu những trò chọc ghẹo của nàng ca sĩ đỏng đảnh này. Trong tập 4 của bộ phim, Thiên Ý đụng độ một nữ ca sĩ đối thủ Kim Nhã thủ vai. Nữ ca sĩ này đã cho người phát tán clip Thiên Ý lên gối Thiên An ở hậu trường sau khi bị anh cưỡng hôn. Đoạn clip được phát tán nhanh chóng. Người hâm mộ phẫn nộ trước hành động của Thiên Ý khi cô đứng lên sân khấu giới thiệu ca khúc mới. Ở bên dưới, họ thẳng tay ném đồ lên sân khấu. Lúc này Thiên An mau chóng xuất hiện, ôm cô vào lòng trước những đồ vật mà khán giả ném lên. Cảnh quay này cũng đã khép lại tập 4 của bộ phim. Thiên An bảo vệ Thiên Ý trước cơn mưa đồ vật của khán giả. Âm mưu và cái giá đắt phải trả của Chibu. Công bằng mà nói, Chibu hoàn toàn không sai khi kết hợp giữa chiêu trò ồn màu và nghệ thuật để thu hút sự chú ý về mình. Chưa bao giờ và chưa khi nào, một cô nàng hot girl lấn sân sang âm nhạc lại có thể tạo ra ồn màu cỡ Chibu.
Cứ nhìn vào số lượng người xem cao ngất ngưỡng của những MV ca nhạc sản xuất theo từng tháng hay từng suất cái tên Chibu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, người ta không thể không thừa nhận Chibu đã thành công một phần nào. Lộ trình của cô và ekip cộng sự vạch ra sẵn đưa Chibu tới mục tiêu ban đầu của mình một cách xuất sắc, thu hút sự quan tâm của đám đông dư luận. Đối với một nghệ sĩ giải trí, thu hút sự quan tâm của truyền thông luôn là yếu tố sống còn. Không cần biết bạn hát hay hay dở, không cần biết năng khiếu nghệ thuật của bạn được bao nhiêu, nhưng khi không tạo ra hứng thú tò mò cho đám đông, bạn chắc chắn là người thất bại. Vô số những quán quân các cuộc thi âm nhạc game show đã chứng minh cho cái chân lý nghiệt ngã đó, khi mà họ chìm nghiễm vào quên lãng bất chấp khả năng không thể nào chối cãi của mình. Chibu thì khác, năng khiếu hay khả năng ca hát của cô vẫn là dấu chấm hỏi, nhưng chắc chắn cô rất khó chìm. Làm sao có thể chìm nổi khi mà mỗi MV ca nhạc của cô đều là một câu chuyện ồn ào khiến độc giả không thể không theo dõi một cách tò mò. Mỗi phát ngôn của cô đều có thể mang đến những tranh luận không hồi kết. Khi mà Hãy Gọi Tôi Thành Ca Sĩ chưa kịp nguội, đám đông lại được dịp rộn ràng với tiên ngôn mới Hãy Gọi Tôi Là Hoa Hậu. Phải thừa nhận một điều rằng sự nhạy cảm với ồn ào của Chibu vượt xa sự nhạy cảm của cô cùng âm nhạc. Cô nắm bắt rất nhanh phản ứng của dư luận và biết cách dẫn dắt sự chú ý từ đám đông hướng về mình. Sự nổi tiếng của Chibu hiện tại đã vượt xa thời điểm cô là hot girl hay diễn viên. Dù rằng gọi cô là ca sĩ hay gì, thì người ta vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Lộ trình lấn sân ca hát của Chibu không hoàn toàn dựa vào đam mê hay âm nhạc. Công bằng mà nói, thì nếu chỉ dựa vào những điều đó, cô còn chìm nhanh hơn tất cả những ngôi sao khác. Bởi giọng hát của cô không đủ để thu hút hay chinh phục khán giả, đam mê lại càng không có, và chỉ có những câu chuyện ngoài lề, ngoại hình và những phát ngôn của cô làm được. Chibu hiểu điều đó hơn ai hết, và thời điểm này có vẻ như cô đang bằng lòng làm một phép đánh đổi đầy quả quyết. Phản ứng tiêu cực của đám đông, gạch đá từ anti-fan hoàn toàn không dễ chịu một chút nào. Hình ảnh dễ thương, xinh xắn của Chibu ngày nào cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sau những phát ngôn đóng mát, thiếu suy nghĩ và ngô nghê. Mối quan hệ giữa cô và nhiều đồng nghiệp cũng xấu xí hơn sau những tranh cãi và va chạm. Số lượng người không thích cô cũng tăng đột biến sau những ồn ào. Đó là những lộ phí đắt đỏ mà Chibu phải trả giá khi bước lên con đường tấn công sân khấu ca nhạc đầy phức tạp mà cô lựa chọn. Nhưng có vẻ như cái giá đó đã được cô cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định gật đầu. Không khó để biết trước phản ứng của đám đông hay thậm chí là những ngôi sao đồng nghiệp, Chibu và ekip hùng hậu của mình có đủ khả năng dự đoán phần nào kết quả của từng lời nói, từng hành động hay từng sản phẩm vừa sản xuất. Những sự cố vô tình rất khó xuất hiện trong lộ trình, được chuẩn bị sẵn từ vài năm của Chibu và người ta sẽ chẳng bất ngờ khi những ồn ào về cô gái này sẽ còn tiếp diễn dài dài, chừng nào cô còn theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Công bằng mà nói, Chibu hoàn toàn không sai khi kết hợp giữa chiêu trò ồn ào và nghệ thuật để thu hút sự chú ý về mình. Cô cũng đúng khi quyết định lấn sân sang ca hát, bởi đó là quyền lựa chọn của bản thân cô. Nhưng có lẽ cô nên suy nghĩ xa hơn và tự đặt ra câu hỏi, những trả giá kia mang lại cho mình được những gì? Một ngôi sao ầm ĩ chắc chắn không phải là điều cô mong muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục lộ trình này, liệu cô có thể thoát ra khỏi cái vị trí đã định sẵn đó hay không? Cứ nhớ rằng ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, và khi khán giả đã quen đến với cô để thỏa mãn trí tò mò, sẽ rất khó để bắt họ nhìn nhận cô bằng điều gì khác. Và hiện tại hình như đám đông đang dần quen với hình ảnh một Chibu chuyên tạo bão thay vì cô ca sĩ Chibu. Nhiều sao Việt lên tiếng phản đối việc cấp thẻ hành nghề ca sĩ để bênh vực Chibu. Sự việc Chibu sẽ trở thành ca sĩ và gặp sự phản đối của mọi người ngày trở nên căng thẳng hơn trên mạng xã hội. Hai ngày qua, sự việc Chibu đi hát và trở thành ca sĩ như đang náo loạn khắp các diễn đàn. Mọi thứ căng thẳng không chỉ từ phía dư luận, mà ngay cả các sao Việt cũng liên tục lên tiếng chê bai. Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ phản đối và cho rằng khả năng của Chibu vẫn chưa đủ để đảm nhận vai trò này. Mới đây, ca sĩ Minh Quân vừa đăng tải dòng trạng thái với nội dung sẽ kiến nghị lên cục nghệ thuật biểu diễn để thanh lọc lại ca sĩ. Cụ thể anh viết, báo động, chắc là đã đến lúc cục nghệ thuật biểu diễn cần phải thanh lọc và cấp lại thẻ hành nghề cho những người cầm mic hát trên sân khấu kiếm tiền với danh xưng là ca sĩ. Đứng giữa làn sóng tranh cãi này, nhiều sao Việt khác cũng đã chia sẻ quan điểm của mình và bênh vực Chibu. Theo họ, ca hát cũng là quyền tự do. Nếu ca hát làm cho mình hạnh phúc thì không nên phá đi sự hạnh phúc của người khác. Đồng thời, việc hát hay hát dở đều có khán giả quyết định, tranh cãi chỉ làm cho mọi việc tiêu cực hơn.
Phương Vi Idol đã muốn giữ im lặng, nhưng vì mọi việc đi quá xa nên cô buộc phải lên tiếng. Tới khúc này thấy hơi sáng rồi nha quý vị. Cái gì mà bỏ phiếu giống thời tiền sử vậy quý vị? Trời ơi, nên nhớ nơi đây là nơi độc lập, tự do, hạnh phúc quý vị ơi. Nếu ca hát làm con người ta hạnh phúc thì nỡ lòng nào tước quyền tự do của người ta quý vị ơi, hay dở có khán giả và thời gian định đoạt. Thiệt lòng không định nói vì thấy hơi kỳ, mà tới khúc thấy quá kỳ rồi nên mạn phép thôi nói một tí. Nhất là khúc cấp bằng mới được làm ca sĩ, mới được lên sân khấu. Má ơi, ngành ngành mua bằng, nghề nghề bán bằng. Người người bị bắt cũng vì bằng cấp giả ngoài kia kìa quý vị ơi. Bớt bằng cấp chứng từ giấy má đi, cho đời nghệ sĩ còn rảnh óc mà sáng tạo, mà ca hát cho đời nói bền bồng, chi mà làm khổ đời nhau vậy. Thôi lui cung đây, đọc báo mà mắt làm mệt. Riêng giọng ca có đôi lần, cô không chấp nhận chuyện yêu cầu bằng cấp mới được quyền bước lên sân khấu. Xuân Lan cũng ngán ngẩm trước những tranh cãi đang xảy ra. Cái này hơi lố quá trời rồi, tào lao bí lao. Trung Quân Idol phản kháng dữ dội trước việc yêu cầu đòi bằng cấp cho nghề ca sĩ. Lam Trường bênh vực đàn em trước ồn ào của sự việc, anh cũng khẳng định nếu không thích nghe Chi Bu hát thì đừng đến show diễn của cô ấy. Trường nghĩ ca sĩ hát hay hát dở thì khán giả sẽ quyết định nghe hay không. Nếu bạn không thích thì đừng đến show của họ vậy thôi. Còn bạn là ca sĩ, nếu không thích đứng chung sân khấu với họ thì đừng nhận lời diễn chung. Mỗi người đều có ước mơ và họ không phải xin xỏ ai để thực hiện nó. Hơn nữa là không thể chối bỏ quyền lựa chọn của khán giả. Qua cách chia sẻ này cho thấy Lâm Trường khá thấu hiểu cho Chi Bu. Đứng trước nhiều luồng ý kiến khác nhau, Chi Bu vẫn giữ im lặng thực hiện ước mơ của mình. Vào tối ngày 20 tháng 11, Chi Bu lại tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới mang thông điệp Từ hôm nay hãy gọi tôi là Hoa hậu, giữ lùm xùm của đông đảo mọi người.